Thôi lên là đưa bao lên làm trước đi. Thì ai làm trước thì làm chứ. À. Sơn ơi. Bỏ bao đưa bao đây đưa đem. Em con bà làm trước đi mà. Đó. Đây hôm nay đó bằng Hiền tôi đó. Bằng Dũng anh em đang có mặt ở tại khu vực rừng Amazon để bắt cá khủng. Đó. Anh em chờ một tí xíu nữa tiếp tục coi mẹ hai nha. Đấy, mẹ đâu chẳng quá là khuấy động nhẹ nhàng. Giờ đi đường nào? Đúng rồi. Đúng rồi. Khó ở đây có mẹ là hai mấy cân. Khó ở đây hai mấy cân là anh em thả lại không ngon. Anh ơi. Hello chúc cả nha. Anh em đây là vào một khu rừng. Đây. Hello hello nha. Hôm nay anh em có mặt tại khu vực rừng Amazon để bắt cá khủng. Đấy anh em chuẩn bị nha, đây anh em hello cả nhà nha. Anh em vào mặt đấy nha, vào mặt đây chuẩn bị xem nha. Tốc độ lên, tốc độ lên. Anh em tốc độ lên để chuẩn bị vào xem bắt cá khủng nha. Đấy anh em bắt khủng, mặt tay đi, mặt tay đi. Lên nhanh đi. Không kịp xem nha. Amazon. Hello. Đây có xếp Lâm hôm nay, xếp Lâm đó, Lâm ơi. Mặn tay mà đây, lâm này nè. Tao lâm chưa lâm đâu đó đây. Tao đây. Nhanh tay nhá, nhanh tay nhá. Không kịp, không được xem đâu. Chỉ trong vòng 15 phút là kết thúc. 15 phút là kết thúc chương trình. Nhanh nhanh tay đi, không có 150 người à. Xin chào. Rồi, xin chào anh em. Nè. Anh em đang đây chuẩn bị anh em tay đi. Hôm nay nên chậm quá, chúc tất cả nha buổi sáng nha. Hành trình này cùng mình đi Amazon để bắt cá nha. Rồi từ từ anh em đây cho anh em vào xem đó, cho xem cá đi anh em đi. Nhỏ lại xem lắm ơi. 230 anh em rồi nha. Nhanh tay nha. Hai trăm rưỡi người rồi, nhanh tay lên, chuẩn bị. Hai phút nữa là bắt đầu vào bờ nha. 300 anh em, chúc tất cả mọi người sức khỏe, luôn hạnh phúc. Anh em mấy anh em vào rừng. 300 anh em. Ui, tao cho em, chào tất cả anh em, 300 anh em nha. Anh xem rồi. Vào chỗ nào, vào chỗ nào. Rồi. Anh em chuẩn bị nhá. Mình quay làng kia, hello, chúc sức khỏe cả nhà nhá. Thanh Huệ nha, Thanh Huệ nha, Thanh Huệ nha. Chào cả nhà yêu. Rồi. Đây anh em chuẩn bị nhá. Rồi, đi. Đấy anh em thấy chưa? Đấy. Nhắn tay coi chừng mất coi nào. Tiếng lắm. Rồi cứ đưa sát vào bờ đi, sát vào bờ đi. Lưới nhỏ quá. Hello sang sang chăm chay nha. Tất cả anh em nha. Con cá to ra ra rồi hả? Con lớn ra rồi hả? Đưa lên trên lên.
cầm chì đi. 400 anh em gia đình diện nha. Quyền với Nguyên, vô mạnh tay để xem cái khủng nè. Anh em đón những cái gì sau của mẹ lưới này nha. Hello, 300-400 anh em rồi nha. Ok. Nhanh tay. Tập trung xem. Thấy chưa? Anh thấy con khủng lồ sao chưa? Rồi đây mình phóng lại gần nha. Anh em chuẩn bị nha. Đấy. Vào túi rồi. Rồi nó vào túi là nó xong rồi đó. Vào bì bà rồi. Con bé mà kìa nó nhảy ra. Mình bắt con lớn mình chơi mà. 300-400 anh em rồi nha. Kéo chì đi. Ở trong Hoa Nam á chú ơi. Ở ngoài nắng không? Rồi đưa lên bờ đi. Đưa lên bờ đi. Kéo ra lên bờ. 400 anh em nha, đang xem nha. Từ. Xích ra để xem coi. Đây. Con cá gì đó. Đây. Đây nha nha. Thôi nha, thôi. Đây. 18 cân con này nha. Đây. Hơ. Có. Đúng rồi, ăn ngon đâu. Thả đây, camera đi. Đây. Con nó không ngon. Chết rồi. Chấn thương cho não rồi. Chết rồi thôi. Đập đúng đầu rồi. Cái phi lấy cái to nè. Có cá hay không? Quăng lên đi. Mẹ bỏ ra đi. Mẹ ra ăn gì? Bắt một con à? Hỏi chủ nhà đi. Con này bắt một con đúng hay không? Con mẹ to lúc này mà không ăn con thả đi mà. Khách chăm chơi đó. Đúng rồi. Cặp phi to, tây tường to, 500 anh em nha. Đấy. Đâu. 5 cân nha. Đây, anh em xem này. Con này khoảng 5 cân nha. Đây. Đây, này. Một gang tay là chưa đủ nha. Đấy. Cá phải cá cửa đó. Nha. Câu hết thì còn đâu mới ra. Thấy nhá. Cá me không à? Từ phải có cá lớn. Con cá gì á? Đây. Văn là con to ạ. 500 anh em nha. Đây, hai con cá này. Để cái mà đôi giày cái bên đây, thằng Lâm bỏ cái dép cái bên này. Một chiếc tôi. Bỏ một chiếc đó, thấy chưa, đôi dép mà một tay cho này. Con cá này gấp 5 đôi dép nha. Khoảng chừng 4 cân. Rồi. Còn có gì không? Thôi, đừng có bắt cá đó, cá tê tường chắc khỏi ăn rồi. Tại đâu có đâu mà ăn. Có. Không ăn tê tường nha. Tại đâu bắt được đâu ăn. Bắt được đâu ạ? Ui, có con đồ bự chưa? Con phi đồ bự à? Còn nó bự nữa. Rô phi đấy. Đúng rồi. Chụp con rô phi đó lên đi. Đó, tê tường đấy. Tay tường hả? Có một tay tường. Anh em nha. Có râu đâu. Bỏ vào bao đi. Khiếp không? Thôi chắc đủ ăn rồi chủ nhà ơi. Rồi. Cá chấm đây hoàn chừng 18 cân một con. Chưa được rồi nha. Chưa được con cá to mới rồi, con cá mè đó. Nhưng mà 7 năm nữa mới 8 cân nha. 7 năm nữa mà 18 cân. Giờ là anh em biết người nào nó to nhất là người đây nè. 18 cân một con nhưng mà phải 8 năm nữa. Còn giờ khoảng 10 thôi. Người to nhất nói to nhất đây này. Đây con cá này. Má khiếp không? Con này khoảng 5 cân cá phi nha. Cả nhà nha. Này, hai găng tay chưa đủ nha. Hai găng tay chưa hết. Con này dài 56.
phân. Ở đưa mấy kia lên làm trước. Thì con mua được con ở nha. Đứt em đây. Đi vào đây nhậu là xã đây. Okay. Có gì có gì để anh Lâm lấy. Rồi rồi. Hello 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 cả nhà nha. Hello. Số là sâu quá. Không bắt được cá cá rồi. Nước sâu vậy là không bao giờ bắt được cá cá đâu. Cô Ngọc Hà. Hello mọi người. Ngồi cho cái ông dừa kia thay. À, rồi. Đấy, ông dừa đấy, ông dừa. Hello, hello. Đây, quý hợp em trai. Chưa đi cá nấu rồi em trai, hôm nay thì nhiều lắm. Cá ở trong đây là một con cà phê 3-4 kg. Nguyễn Nghiệp tôi. Ở... Lâm Đồng Đà Lạt nha. Hoa năm nào gần đây thì giao lưu. Cà phê này mình làm được gọi cả ngon lắm. Em kiểu này là không có rồi. Không biết rồi nhưng mà nó gần quá, nó đồng, nó ra ngoài kia rồi. Chứ con nào mới tập bơi thì nó mở bờ thôi. Chứ con nào mà bơi lâu thì nó ra ngoài hết rồi. Ê, con nào mới tập bơi thì nó đang còn trong bờ á. Còn con loài mà bơi được nhiều thì nó ra ngoài rồi. Cá mới tập bơi á. Tiếng bè hai cái cha kia này. Em khỏe chị ơi, chị Thủy đang ở nước nào vậy? Qua bên kia tình hình sao chị? Ok, Kỳ Nguyên nha, phố kỷ niệm, mày trốn luôn đi mày ơi. Hộp thư may mắn nha, hôm nay cá nhiều lắm nha. Có không có, lần chi bao? Từ từ ép vào đi. Nó ra ngoài, sao một bờ nó ra kìa. Khép lưới vào rồi cái băng. Đem vào bờ đi. Má hai cha đi kiểu này thì đi theo chi. Không bao giờ có đâu. Em kiểu này không bao giờ bắt được hết á. Đúng rồi. Khó đâu nó bao này. Bán đội hình nó bắn yếu quá. Hồi nay em xuống là xong rồi. Lâu ngày quá. Chê hả? Đang đâu đây? Con gì đó? Rồi đến rồi, về đủ ăn rồi. Về đây mời kiểu đó ai chơi. Đâu đâu đâu? Mời đâm. Ta đâm cá đây vậy nó cá đây giờ nó bảo đến Đà Lạt. Có không? Cá đây.
Mấy cân? Không, cái này đâu ao chứ không phải rồng đâu. Thấy bao ngoan chưa? Sơn! Sơn! Có mà để bao trước mạng mày có rồi đâu. Duy ơi, gắn Duy ơi, giờ hôm nay cá nhiều lắm. Khủng khiếp lắm. Hello. Nghĩa, chào em trai nha. Anh đang ở khu vực Bà Lộc, Lâm Đồng. Anh đi bắt cá chung anh em chơi. Tóm tay nha. Anh nghe đây. Rồi tôi ngồi uống cà phê. Anh ạ. Ôi đi cô. Rồi. Anh trai đang ở nhà mà nay có trực không? Rồi trực luôn rành rành thì anh em cà phê tí nha. Anh gửi lại. Rồi. Ok. Vậy tôi anh chạy lại nha. Rồi. Bùi Xuân Hoán năm trai. Có bao trong Lâm Đồng em ơi, Chí Hoàng, ok. Mình em đang ở đây. Giờ kéo đi đâu á? Chân vô đạo, ok, chúc cả nhà. Chúc em trai Hoàng nha, Chí Hoàng nha, em trai Huấn nha. Sức khỏe nha. Tí cơm, ok, Phương xe ôm, ok. Vũ Thái chào em trai nha. Anh Duy hôm nay đi buồn quá. Chào em Thiên Nguyễn nha. Hôm nay anh đi bắt cá ở trong cách nhà cửa 25 cây số. Anh chưa biết có về Sài Gòn không tay ơi. Đã lại nhậu. Nguyên. Võ em trai khỏe nha Nguyên ơi. Em là ở cách nhà anh từ khoảng 25 cây số. Sơn Lâm có đi đây nha Nghĩa nha. Mới lên hôm qua. Hô Văn Bát chào tất cả mọi người Hoàng Hải. Chào em trai nha, chúc em trai luôn sức khỏe nha Hải ơi. Chúc này gia đình mình toàn thể anh em. Rồi công việc ngoài đó tốt nha. Long nha, chào em Long nha. Mấy anh em đang ở khu vực Lâm Đồng. Đang đi bùa lưới. Bắt được rất nhiều. Có mấy con cá đây là 20 cân mà có. Cái chấm thì khoảng 10. Đây, thấy không? Đè xuống. Đè xuống. Đè xuống con này. Này. Đè xuống nhẹ nhàng thôi. Đấy. Máy này khiếp không? Đè xuống. Ra hết rồi. Đấy. Đè chi xuống nó chết à? Em góc kia lại kìa. Con cái chấm to rồi kìa. Bắt con cái chấm to đi. Rồi. Xin một con nữa cho thằng Huệ. Đây. Trời. Bắt hai con đi. Rồi bao đây. Bao đây đi. Hết đi. Khá khủng á. Bưng lên bờ đi. Bưng lên bờ đây. Hello nha. Bưng lên đây. Bưng lên đây.
Bưng lên đây. Bắt hai con đi Hùng ơi. Đâu đây? Đâu chỗ nào? Đâu đây đâu đây? Đâu đây? Bưng lên. Ôm lên, ôm lên. Quá bự luôn. Đây 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 đây. Bém lên đây. Cho một con với. Cho một con đem ra ngoài nha. Bưng lên đây có chừng phóng. Bưng lên đi. Mất con đó là mày khỏi sống á. Mẹ cứ 20 triệu đấy. Đem lên đây. Thế này. Ra đây con. Ra đây. Ra đây. Đi đi. Quay lại. Quay lại. Này. Em. 5 ký. 4 ký. 3 ký. Nè mà bỏ hồ đi. Con lưới cho. Đâu rồi? Hay hay, em bỏ trong hồ đi. Bỏ cái núi đi. Cái hồ văng đâu? Mà hai cái mất mẹ này. Đang đi tìm đường lên. Thôi. Hết hết rồi. Cái ảo không biết bơi. Đâu rồi đâu ơi? Đâu rồi đâu ơi? Bạn thả hả bạn ơi? Bạn ơi! Mày thả lên mày ở dưới luôn đừng về nữa. Kế hứng rồi. Ôi, chúng mình được chết rồi sống mà. Băng đâu ơi, mà anh đi đằng kia rồi. Nhanh đi băng ơi. Cá chết mày khỏi sống. Nhanh đây, 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 quay phim nè. Đây. Chú lấy con cho Huệ nha. Này con này, hôm nay là khoảng chừng 13 cân nha. 13 cân nha. Đấy, hết này. Em vào nhanh đi cho nó sống, nhanh đi. 13 cân nha. Đây là Phi Hùng nha. Đấy. Đồ gỗ Việt Hùng hôm nay đi bắt cá trong rừng á. Trong rừng Amazon. 12 ký. 12 ký là 7 năm nữa mới được. Đâu rồi hả? Văn ơi! Văn ơi! Mười ba ký một con nha! Hello, hello! Chúc cả nhà nha! Rồi, chúc mọi nhà sức khỏe nhá. Hả? Chúc sức khỏe cả gia đình mình nhá. Đi vào xem cái đống cá nha. Bắp bể đâu toàn đây? Hello nha. Chào mọi người nha. Sao nuôi cá đâu rồi? Thằng này vào đường nào mày? Đâu rồi, đâu rồi? Nuôi một con lại. Con đưa nó sáng. Ơi, không luôn, không,
sống sao được? Sống không, không sống được nữa đâu. Này, phải bắt cái bốn con à? Nhiều mà mấy chục người cơ mà. Thế này coi. Thế này. Mang về không? Không sống đây nè. Bắt con này đi. Con này đem rộng lên ta. Đó. Đem rộng lên một lòng. Đem rộng lên cho ngọn con. Đâu thương vậy? Rộng con là đường ta. Đúng rồi. Thôi lấy con nào. Con này đi, con này về nó sống này. Đây này. Thành quả bắt cá của mấy. Hả? Bỏ lòng một con. Hả? Mà sống đâu? Sống thế nào được mà về nó chết ươn như mà. Thôi đưa chúng nói đi, con khỏi. Chú làm sao con à, không bỏ vô cục. Ai khô thằng? Cường ơi. Tí nữa đem qua trong nội con con. Này, có chê này. Má con phi này. Má con cà phi này mới ngon này. Con này to à? Chân. Bốc tượng. Vậy mà hóa ra là con của anh ôm lại là to đấy. Bỏ nó dép vào cái đây, cái bụng. Này, này có con cái này. Bỏ kế bên con cái phi thôi thằng này. Má. Bỏ kế bên tôi nhìn. Thế này có đôi dép à. Thấy chưa. Con kế bự. Không, phụ mua ai có ai phụ làm cá đi. Mình làm gì hết, ăn đâu mà làm hết vậy. Đông mà thầy bằng này. Đúng rồi. Cứ làm hết thì thừa. Cũng là núi vô nó có một cái kia được rồi, mấy cái chấm bắt phí quá. Thực ra, bản đấy này. Ông đến ông bảo Cường ơi. Hello nha. Mày bạn anh ôm phát hai con luôn. Hả? Mày bạn mình ôm phát hai con luôn. Hồi nha, hồi nha. Hồi chia tay mọi người nha. Không thắng, chào tạm biệt. Em ơi. Vui nhà vui vẻ.